chào bạn. Chào bạn. Thì bữa nay anh em mình tiếp tục là đi quay video cho bạn xem nha bạn. Thì bữa nay anh em sẽ làm quay lại cái series siêu to khổng lồ nha bạn. Thì bữa nay anh em làm một cái loại đó là mía nha bạn. Thì anh em mình đây có chuẩn bị một cái thau, một cái mâm xíu mình sẽ làm mía nha bạn. Thì hồi sáng mình có mua đó là 30 kg mía nha bạn. Thì mía người ta ở đây bán ký bạn ơi, thì ký 2.000 nha bạn. Thì bữa nay có sự góp mặt của anh Bằng nha bạn. Lâu rồi anh Bằng không có đi quay với mấy anh em bạn ơi, nên bữa nay anh Bằng là có sự quay trở lại nha bạn. Thì bữa nay Hải lớn với ai ta, với cu Ken bận nha bạn. Thì xíu hải lớn là sao bạn ơi, còn Hữu Nhật thì Hữu Nhật bữa nay bận công việc nhà nên không có lại nha bạn. Giờ thì anh em mình đi gốc mía thôi để trẻ bỏ vô đây bạn. Giờ anh em không để bạn nhờ là chờ lâu nữa, anh em đi thôi. Let's go. Ok bạn, thì giờ anh em mình đã có ở đây là có ba cây dao nha bạn, còn đây đóng mía là quay đóng mía này vô rồi xé vô. Thì đây là tổng cộng nó có 15 cây mía nha bạn. Thì đây là tổng cộng là 30 kg mía nha bạn. Thấy vậy thôi chứ nó nặng lắm mày ơi. Nè quay cây hai lớn nè, siêu to khổng lồ. Nó dài lắm nha bạn. Cây này thì dài gấp đôi anh em luôn mày ơi. Giờ thì anh em thì sẽ bắt đầu làm gốc cái lớp vỏ ở ngoài ra nha bạn, rồi sau đó chặt ra lóng. Giờ anh em mình sẽ bắt đầu làm chẻ, không phải chẻ bạn, mà là gốc cái vỏ ngoài ra, rồi anh em sẽ chặt ra lóng để bỏ vô cái thau đó, rồi anh em sẽ đi đậm đá bỏ vô bạn ơi, cho lạnh ăn mới đã. Rồi giờ anh em mình chặt luôn nha. Ok. Rồi giờ chặt đi anh em ơi. Ok bạn, thì bây giờ anh Bằng với hai lớn sẽ gốc mía ra nha bạn, còn Huy thì chẻ mía chẻ và chặt ra khúc các bạn cho dễ cho gốc cái lớp vỏ ngoài ra hơn mày. Giờ thì anh em mình bắt đầu làm cho nhanh lượng mau triển khai xong nha bạn. Ok bạn, thì đây là ba cây mía mà nãy giờ Hải lớn với anh Bằng chẻ được nha bạn. Bạn thấy mấy cây mía này mọng nước không bạn? Thì đây vẫn tiếp tục chặt nha bạn. Thì anh em sẽ bỏ cái đọt do cái đọt nó không có ngọt bạn. Với cái này thì anh em sẽ sử dụng đem đi trồng mấy ơi. Rồi giờ tiếp tục anh em mình chẻ gốc ba cái vỏ lớp vỏ ngoài nha bạn. Gì gớt vô đây dữ à. Rồi giờ mình sẽ phân công là mấy bạn nữ sẽ chẻ ra, chặt cái lóng để bỏ vô cái mâm bên kia bạn. Còn xíu cái thau này mình sẽ bao giờ sử dụng là bỏ nước đá vô cho nó là lạnh mía ăn mới đã bạn. Giờ mấy bạn nữ mình sẽ chặt mía lóng bỏ vô mâm nha bạn. Rồi chặt đi. Thì lóng gì nha bạn. Đây rồi đây còn nè. Đây một đống nữa, chặt ra hồ luôn. Tới 30 kg luôn mà. Cái này thì anh em lát làm đại ha luôn nha bạn. Thì anh em mình đã chặt mía xong nha bạn. Giờ tới một đoạn đập nước đá. Giờ anh Vũ sẽ đập. Rồi đập lên vô. Anh em mình đã đổ hết một lớp đá nha các bạn. Này thì mình đổ một lớp đá trên này, còn mía này mới để ở trên nha. Này làm cho nó lạnh thôi. Đập nó lên vô. Anh em cái đổ một lớp nước đá nha các bạn. Này mình sẽ đổ mía ở lớp giữa, rồi thêm một lớp đá trên để cho nó lạnh nha các bạn. Rồi giờ anh em sẽ đổ vô nha. Đổ anh bạn. Hết luôn mà. Đổ đi. Quá nhiều rồi. Đập thêm miếng đá nữa anh Vũ. Em sẽ đổ thêm một lớp đá nha bạn. Đổ đèn vô.
Ok bạn, thì thao nước mía, ớ đâu, thao mía siêu to khủng lồ thì anh em cũng đã làm hoàn thành nha bạn. Thì bạn nhìn thao bắt mắt không bạn? Thì hồi nãy cái thao này là anh Bằng đây chỉ đạo nha bạn. Thì mình hồi nãy đi văng lưới với hai lớn bạn ơi. Thì giờ mình thử thưởng thức luôn ha. Mà giờ trong khi thưởng thức mình làm vài tấm hình đi, được không? Ok. Rồi. Ok bạn, thì nãy giờ anh em mình cũng đã chụp xong mấy tấm hình để làm bánh bè và ảnh thu nhỏ video bạn. Giờ là đến lúc anh em mình thưởng thức các bạn, chứ làm sáng giờ cũng mệt lắm bạn. Giờ thì mình sẽ cho anh Bằng thưởng thức trước nha bạn. Rồi, lụm luôn anh Bằng ơi. Rồi, mời các bạn dùng mía với anh em mình nha. Với anh em mình nha. Rồi, ok. Rồi, mời các bạn nha. Ui, mất dài. Nó giòn cụm cụm luôn kìa. Giòn nặng. Ngọt các bạn ơi. Ngọt, ngọt, lạnh ha, lạnh không? Thì nước đá này nãy anh em mình mua tới có hai cục khá bự luôn rồi, giờ tới hai nhỏ luôn nè. Lụm luôn. Mời bạn nha. Rồi vô. Nó giòn gầm gầm luôn. Nhìn vô cam nè. Nó lạnh mà nó ngọt ha. Tới chỉ luôn. Rồi giờ tới quy luôn. Nè, mời bạn nha. Ok. Lượm cục dưới nó lạnh. Nó cứng nó ngọt các bạn. Đúng rồi, mía này là mía đường ha. Rồi giờ tới quyên thử luôn nè. Mời các bạn nha. Rồi ok. Rồi giờ tới Ngân luôn nè. Thôi bạn nha. Nó cứng mà ngọt mà mát lắm bạn ơi. Rồi giờ tới Phương Anh. Mời bạn mía. Ngọt mát. Rồi ok. Anh Vũ luôn. Rồi giờ tới anh Vũ thử nha bạn. Rồi ok. Mời bạn nha. Bạn thấy mình ăn ngon không? Khoai đã. Sao cho cảm nhận à? Mát với ngọt. Rồi ok, tới hai lớn nè. Thèm 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 rồi, thèm rồi. Mấy bạn cục mía nha. Rồi. Ngon quá bạn, nó mát với nó ngọt. Rồi ok, giờ tới mình thử luôn nha bạn. Ok bạn, thì bây giờ đến lượt mình ăn nha bạn, thử coi cái cảm giác khi ăn mía vào mùa hè nóng nực gì sao nha bạn. Ê, lấy mấy cục dưới ha bạn. Mời bạn ăn mía chung với mấy anh em nha. Còn các bạn ơi, đúng là mùa hè nắng đục này mình ăn mía là giải khát. Nắng đục ngon. Nghe em đi sao ngành nắng đục. Ừ. Để em cho bạn ăn rồi. Nha hết bạn. Mía thì mía này là mía đường, nó cứng lắm nha bạn. Nhưng mà cái cảm giác ăn vô bạn là nó mỏng nước nữa bạn. Khá nhiều nước luôn. Khá nhiều nước nha bạn. Đặc biệt có một cái là mùa hè đó bạn, giờ thì đang thời tiết đang nóng nực các bạn, qua mùa bão các bạn ơi, ăn cái này nữa quá đã, giống như được thao nước dừa siêu to khổng lồ với bạn. Giờ thì mấy anh em sẽ gắng cố gắng làm bào hết cái thao này coi nổi không nha bạn. Giờ thì mời các bạn ăn chung với mấy anh em luôn nha. Ok, giờ anh em mình sẽ là mỗi người cầm khúc mía lên ăn luôn nha bạn. Giờ mỗi người cầm khúc lên đây nè, đếm 1 2 3 vô nha. 1 2 3 vô. Rồi giờ ăn nha bạn. Anh em mình ăn cũng quá trời mà cũng còn một đống luôn nha các bạn. Đây cũng còn khá nhiều luôn á các bạn. Thì đến đây video cũng khá dài các bạn. Thì anh em cũng xin kết thúc video nha các bạn. Thì bạn nào hay đừng quên để lại cho anh em một like, một lượt đăng ký nha các bạn. Và một cái chuông nha các bạn. Chia sẻ nha các bạn. Còn bây giờ thì mấy anh em mình cũng xin chào tạm biệt các bạn. Bye.